Hello 500 anh em, hôm nay shop giới thiệu con này vừa mới cập bến luôn. Đây là con mini Baja, tỷ lệ 1/5 nha. Đây, một cầu 2WD, có sẵn bánh bóp đầu luôn. Con này bóp ra là dở đầu nha. Clip thì shop đã có quay trên mạng rồi. Tỷ lệ 1/5, có vàng bóp đầu. Remote của nó nè, cánh đuôi nè, cánh đuôi thì chưa gắn vô mà nó thẳng cho đó. So nó với lại con tỷ lệ bò săn tỷ lệ 1/10 nè. Đấy. So với lại tỷ lệ 1/10. Có 500 anh em xin mời Diêm Ngưỡng vàng xế khủng mới về shop Tinh Nguyên Hobby nha. Đây, con này là anh cả, hai cầu 4WD, động cơ 30.5cc. Còn hai này là hai em út mới về nha, một cầu 2WD, động cơ 29cc. Đặc biệt ha, hai em út này có cái tính năng rất là đặc biệt, độc nhất ở dòng Baja luôn, là bóp ga bóp đầu nha. Bóp ga cái nhẹ bắt đầu, tại vì trọng lượng nó nằm mạnh về phía cầu sau xíu ha. Rất là đẹp, giá thì cũng rất là thơm. Hai em nhỏ thì 11 triệu, em lớn thì căng hơn chút xíu, giá trên 18 triệu. Đấy, quá đẹp. Màu đỏ này quá ngầu luôn. Nó có màu xanh lá nữa, nhưng mà tại shop thích màu đỏ nên shop order màu đỏ trước. Màu xanh lá này anh em nào thích thì đặt sau. Quá nặng. Cái bộ phận bóc đầu của nó là bằng kim loại nha 500 anh em. Bộ phận bóc đầu bằng kim loại. Đấy. Rồi xong.